Đường Tâm bôi son chát phấn lên mặt, chuẩn bị đi phá buổi xem mắt gia đình sắp xếp. Vốn tưởng mình xấu như ma, ai ngờ gặp người đàn ông còn xấu hơn mình. Hai người vừa thấy mặt xấu của nhau đã không kìm được mà nôn ra. Sau đó, lúc họ gọi điện cho đối tượng xem mắt thì ngạc nhiên phát hiện hai người là đối tượng xem mắt của nhau. Là anh là cô. Cô là Đường Tâm, anh là Quý Minh Thần. Vậy quả nhiên là tâm sinh tướng. Xấu quá. Quả nhiên là nhìn từ nhỏ tới lớn. Xấu quá. Hai người đều không chịu nổi mặt xấu của nhau nên quay đít đi ngay. Đường Tâm nhắn tin cho bố mình, nói mình tuyệt đối không gả cho tên xấu xí này, nhất quyết muốn bố hủy hôn. Không ngờ bố lại cảm thấy cô kiếm cớ để phá buổi xem mắt, bèn bảo Đường Tâm nếu không đưa con rể tương lai về thì cô cũng khỏi về nữa. Người bố còn nhẫn tâm cắt thẻ của cô. Cùng lúc đó, Quý Minh Thần cũng kêu ca, vì sao bố lại kiếm gái xấu cho, nói mình muốn bỏ nhà đi. Người bố tức giận cũng cắt thẻ ngân hàng của anh. Vì vậy, hai người trẻ tuổi đều ra ngoài bày sạp bán hàng để không chết đói. Đường Tâm bán rẻ túi hàng hiệu của mình, Quý Minh Thần thì bán giày bản giới hạn. Không ngờ hai người trúng tiếng sét tình yêu ngoài đường. Đẹp quá. Hóa ra đêm Noel 3 năm trước, Quý Minh Thần cá cược với bạn bị thua. Bạn bảo anh ra ngoài đường giả làm ăn mày. Đường Tâm tình cờ nhìn thấy, cô tốt bụng, tưởng anh là ăn mày đáng thương thật, thấy anh lạnh run người. Cô quàng khăn của mình lên cho anh. Nhìn cô gái xinh đẹp tốt bụng trước mặt, trái tim của anh đã bị cô bắt mất. Gặp lại cô ở quầy hàng, Quý Minh Thần lập tức rung động. Lúc này, một cặp đôi tới sạp của cô. Họ còn mặc cả túi 1.000 tệ của Đường Tâm xuống 50 tệ. Thiếu một đồng cũng không bán. Em yêu, chúng ta đừng mua nữa. Còn không biết là thật hay giả. Ây da, túi của cô ấy là thật. Bạn em có cái y hệt, giá hơn 10.000 cơ. Cô ấy bán rẻ lắm rồi. Cùng lắm 300, một cái túi rẻ thôi mà. Cô biết điều thì nhận đi, bớt một đồng cũng không bán. Anh dai, giày anh đi hơn 10.000 nhỉ. Anh mua giày 10.000 cho mình, còn tiếc mua túi 1.000 cho bạn gái. Cô em, bạn trai cô hào phóng quá. Hừ, này, con ả này, muốn lo chuyện bao đồng à? Sao lại chửi người ta? Mẹ kiếp mày là ai? Cô không sao chứ? Mày thích anh hùng cứu mỹ nhân à? Cút đi. Thằng bày sạp này, mày ăn nói kiểu gì hả? Có tin tao bảo trực tuổi mày cuốn gói không? Được, được, mày chơi thế đúng không? Mọi người ơi, lại mà xem này, tên keyboard này đánh người. Tên keyboard này, đánh tôi. Có giỏi mày đừng đi, mày đừng đi. Mày thì ghê rồi. Vừa nãy, cảm ơn anh nhé. Hừ, không có gì. Quý Minh Thần anh hùng cứu mỹ nhân khiến cô có hảo cảm với anh. Trước khi đi, cô gái viết tên mình lên tay anh. Lúc anh đang vui vẻ, bạn bè đã gọi điện tới nói bố anh đã công bố tin anh đính hôn với đại tiểu thư nhà họ Đường. Quý Minh Thần bực bội tới quán rượu giải sầu. Không ngờ duyên phận lại để anh gặp Đường Tâm ở đây. Anh lập tức hứng thú lại. Là cô là anh. Ta. Trùng hợp quá, hai người mượn rượu để chia sẻ chuyện mình bị ép xem mắt. Hai người buôn từ quán bar tới quán xiên nướng. Sau vài chai rượu, ngọn lửa mập mờ bắt đầu cháy lên. Hai người kéo nhau tới khách sạn, nhưng thẻ của hai người đều bị đóng. Quý Minh Thần chỉ đành lấy đồng hồ xịn ra để gán tiền phòng. Lúc Quý Minh Thần định tỏ tình với cô, một nhóm người áo đen xông vào. Hóa ra là bố Đường Tâm biết cô qua lại với người khác, bèn phái người đi bắt cô về liên hôn. Đường Tâm đang nghĩ làm thế nào để thoát khỏi bố. Lúc này một người nhảy vọt vào cửa sổ. Em cứ nói đấy. Đường Đường, anh tới cứu em đây. Anh cản vệ sĩ giúp em bỏ chạy đây. Ấy, bỏ chạy. Em sẽ giải thích với anh sau. Hẹn gặp lại. Ấy, tôi, ấy. Nếu hai người thành đôi, tôi phải ngồi bàn to nhất. Đâu rồi? Hừ. Chúng ta có tính là trốn theo tình không? Có. Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm với em. Đương nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Họ đi rồi à? À. Ừm. Em đi trước. Ta. Đúng rồi, người đàn ông vừa nãy là ai? Người cản người giúp chúng ta ấy. Anh họ em. Con trai của bác em. Bạn thân của em. À. Chua quá. Mùi gì thế nhỉ? Hóa ra là anh họ. Anh còn tưởng là đối tượng xem mắt của em. Tên đậu phụ thúi đó. Không có cửa với anh họ em biết chưa? Càng không so được với anh. Anh đè bẹp anh ta mọi mặt. Anh ta so với anh được đương à? Đương nhiên rồi. Tên bán đậu phụ đó, nghe đã biết không tin được. Đâu chỉ không đáng tin, vừa xấu vừa tồi vừa lăng nhăng. Đậu xanh. Thế là thằng tồi rồi. May mà em nhận ra sớm, không gả cho anh ta. Ai xếp hôn ước này thế, thất đức quá. Anh có một người bạn ra nước ngoài, cho anh mượn nhà để ở. Hay em dọn vào ở cùng anh đi.
chẳng may sau này bố em bắt em, anh còn giúp được. Anh không sợ bố em đánh anh à? Ừm. Đánh thì anh chịu thôi. Lúc đó anh ăn vạ, xin bố em gả em cho anh, ăn đập mà lấy được vợ cũng lãi. Đúng thật, sức chiến đấu của anh chỉ có nước ăn đập. Này, em biết chê cười anh rồi đúng không? Hầy, em hơi đói rồi. Đi, anh đưa em đi ăn uống thỏa thích. Sao anh nói như thổ phỉ thế? Làm phu nhân áp trại cho anh không tốt à? Được được, đại vương, chúng ta đi thôi. Qua, nhìn chỗ này đắt đỏ quá, em lẩm bẩm gì thế? À, không có gì. Anh chị, đây là menu của chúng tôi. Em muốn ăn gì, cứ gọi. Đắt thế à? Chúng ta không có tiền, hay đổi quán khác đi. Anh có cách, tin anh. Ồ, vậy tôi gọi. Cái này, cái này, và cái này, đủ rồi. Anh ghi lại đi, lấy mấy món này. Anh có tiền à? Anh không có. Vậy chúng ta gọi đắt như thế thì chả kiểu gì. Yên tâm ăn đi, lát nghe lời anh. Ừ. Ấy, chào sếp quý. Sếp quý? Anh gọi anh ấy hả? Đúng, đây là sếp quý của chúng tôi. Đừng nói anh quen tôi. À. Vâng vâng. Trước kia anh ấy từng tới cùng sếp quý. Tôi, mù mặt, nhớ nhầm mất, xin lỗi. Đúng đúng, lần trước tôi tới cùng sếp quý. Đúng đúng, ha ha ha. À, thức ăn lên rồi, chúc ngon miệng. Tôi đi trước đây, ha 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 ha. Anh quen cả sếp quý hả? Trước kia làm thêm ở quán bà, từng bàn việc nhập rượu. Sếp quý là khách quen quán bọn anh, qua lại làm ăn thôi. À, ha ha ha, vậy em ăn đây. Được. Hay cho Đường Tâm cô. Cô ý giả xấu ở sân bay để khiến anh quý chú ý, sau đó quyến rũ anh quý đi khách sạn. Mặc dù ảnh bê bối đã bị đè xuống, nhưng lần này tôi sẽ không để cô tọa nguyện. Anh quý. Ta. Sao lại là cô? Sao cô biết tôi ở đây? Em biết ngay mà. Rõ ràng trước kia anh từ chối cô ta vì em rồi. Sao lại cô nói gì? Cô ta là ai? Anh từ chối ai vì cô ta? Cái gì? Cô không biết tôi hả? Vì sao tôi phải quen cô? Cô giả vờ cái gì? À, Đường Đường, là thế này. Cô ta là em gái thằng bạn phá của anh. Trước kia, cô ta tưởng anh từ chối cô bán ốc vì cô ta hiểu lầm rồi. Cô bán ốc cái gì? Hóa ra là vậy. Ta, ánh mắt cô là sao? Tôi cảnh cáo cô, tránh xa anh quý ra. Anh quý chỉ có thể là của tôi là, thôi xong. Nếu cô ta nói là Thiên Kim Dịch Thị, mình sẽ lộ mất. Tránh xa anh quý ra, anh quý chỉ có thể là của mình tôi. Đừng làm lộ thân phận của tôi. Xem như tôi nợ ơn cô. Ừ. Thần thần, hai người mắt qua mày lại làm gì? À, là thế này. Anh giải thích rõ hiểu lầm trước kia với cô ta. Anh luôn coi cô ta là em gái. Cô nói đúng không? Hả? Không phải. Ừm. Xin chào, tôi họ Đường. Tên một chữ Đường, Đường trong kẹo. À, thú vị đây. Hai người này đều dùng tên giả. Chẳng lẽ hai người này không biết thân phận của nhau? Chào cô Đường. Nghe nói tiểu thư Đường Thị gần đây nổi như cồn, sắp liên hôn với quý thị. Cô cũng họ Đường, không biết ai trong hai người xinh hơn. Hê hê, cô em khéo đùa. Sao tôi so được với Thiên Kim tập đoàn Đường Thị chứ? Chẳng lẽ cô ta biết thân phận của mình? Hóng hớt cái gì. Cô nên về nhà rồi. Nếu không anh cô không thấy cô lại lo. Được thôi, vậy anh phải tới tìm em đấy. Anh trai, chơi vui nha. Nguy hiểm quá. Xem phản ứng của anh ấy, cô ấy chắc vẫn chưa nghi ngờ thân phận của mình. May quá. Cô ấy thích anh lắm à? Hình như vậy. Hả? Nhưng em yên tâm, anh chỉ thích em. Thế anh nói có cách. Là có cách gì? Anh quen ông chủ. Ông chủ là bạn anh à? Anh không quen. Không quen thì chúng ta phải làm sao? Đưa tay cho anh. Hả? Hai, ba. Chạy á. Sớm biết vậy em đã không theo anh đến đây rồi. Ông chủ, hôm nay sếp quý kỳ lạ quá. Ây, thú vui của mấy cặp yêu nhau thôi. Cậu đi làm việc đi. Xem cái gì mà nghiêm túc thế? Anh xem,
Tiêu đại sư sắp đến chỗ chúng ta tuần diễn rồi, nhạc giao hưởng. Em thích cả nhạc giao hưởng nữa à? Thật ra, hồi trước em học âm nhạc đó. Ố, người quen này. Xem ra Đường Đường nhà chúng ta còn là nhà âm nhạc nữa. Hèn gì tay thon dài vậy. Xinh quá. Nếu được hòa tấu trong buổi hòa nhạc của Tiêu đại sư thì chẳng nghĩ được giao lưu với Tiêu đại sư mà còn kiếm được tiền. Muốn đi à? Ừ, em muốn thử. Thế thì đăng ký đi. Sao vậy? Em phát hiện mình không hiểu về anh chút nào. Học vấn của anh tới đâu? Giỏi làm gì? Nhà có bao nhiêu người? Hình như em không biết gì về anh. Bây giờ mới nhớ ra hỏi anh à. May mà anh không phải người xấu. Nếu không tầm này e là trộm tiền xong tiêu hết được rồi. Anh chỉ biết nói em. Anh cũng vậy mà. Vậy thì chứng minh chúng ta tâm đầu ý hợp thôi. Học vấn của anh? Đại khái là đại học chính quy. Học thì chắc là quản lý tài chính. Nhà anh? Làm nghề thu tiền thuê. Gia đình gồm anh và một ông bố độc thân. Ừm. Sao lại cứ chắc là với đại khái vậy? Thì tại nghiệp dư đấy. Anh chưa tốt nghiệp đại học, đã thừa kế công ty rồi. Xin lỗi nhé. Nhắc đến chuyện buồn của anh rồi. Chuyện buồn hả? Anh yên tâm, nếu sau này không vui em sẽ kéo đàn cho anh nghe. Ô, vậy đúng là vinh hạnh của anh đấy. Anh có tài đức gì mà được nghe Đường đại sư tấu nhạc chứ? Đường đại sư? Đường đại sư tốt quá. In đi, Đường đại gia, anh muốn nghe em kéo cello. Thôi, in đi, Đường đại sư, hôn anh. In đi. Chị yêu của em ơi, có hứng giúp em một chuyện không? Đến xin chị đúng không? Nói nghe xem. À, nghe nói dạo này tổ chức buổi hòa nhạc của Tiêu đại sư đúng không? Kiếm một suất giúp em được không? Cho ai? Bạn gái em. Bạn gái? Em có bạn gái hồi vào vậy. Ấy không đúng, không phải em sắp đính hôn rồi sao? Bạn gái đâu ra vậy? Dừng lại nha, đó là do bác chị, ông bố báo đời của em quyết định. Từ đầu tới cuối em chưa từng quyết định. Nên chị, lần này em nghiêm túc mà. Em thích thật rồi. Này, chị tin em đi. Ừm, được rồi. Chị biết em thật lòng rồi. Cái này là giấy mời, bảo cô ấy mai đến phỏng vấn. Cảm ơn chị. Đừng trách chị không nhắc em, bố em đang truy nã em khắp thế giới đấy. Chị sẽ coi như chưa gặp em. Được được được, chị là tốt nhất. Xem đi, ten 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 ten, ta. Anh lấy đâu ra vậy? Chị họ xa của đồng nghiệp anh làm tổ chức sự kiện. Lần trước em nói muốn đi mà, nên anh tiện thể tiến cử em. Trùng hợp vậy sao? Trùng hợp vậy đó. Tốt quá rồi. Em nhất định sẽ trân trọng cơ hội này. Cố lên, cố lên. Sao có đẹp không? Đường đường nhà ta thế nào cũng đẹp hết. Em nghiêm túc hỏi anh đó. Anh mồm mép tép nhảy với em hả? Anh cũng nghiêm túc mà, đẹp đó. Em đi tập đàn đây, lát anh đi làm đi. Này, em đuổi anh đi thế à? Tạm biệt, đi đi, đi đi. Đây là em dâu chị à? Ô, đây là chị gái lương thiện xinh đẹp nhất của em à? Thằng nhóc em có mắt nhìn đấy. Hầy, chị không nhìn xem em là ai. Ồ, được rồi, em làm việc đi. Làm việc chỗ này để chị lo. Yên tâm vậy. Em tạm gửi gắm cục cưng của em cho chị nhé. Ok, yên tâm. Thằng nhóc này có phúc đấy chứ. Sao cô ta đến đây? Kiều Kiều, ai vậy? Con quỷ cái suốt ngày quấn lấy anh quý. Là cô ta à? Nhìn là biết loại giả tạo. Hôm nay cô ta cũng đến phỏng vấn. Đây là Tiêu đại sư đấy. Cũng không nhìn xem mình có đủ tiêu chuẩn không. Kiều Kiều, cô đi đâu vậy? Đã nói là đi phỏng vấn cùng tôi mà. Tôi không muốn thấy con à đó. Chuyện này thì đơn giản, tôi có cách giúp cô dạy dỗ cô ta. Cái gì? Xem tôi đây. Ôi chao, làm gì vậy? Xin lỗi, hồi nãy tôi sơ ý trật chân. Không phải chả có mắt hay sao mà hất hết vào người tôi vậy? Tôi đâu có khống chế được tốc độ của nước. Và lại tôi đã xin lỗi cô rồi, sao cô còn ầm ĩ lên? Cô làm bẩn áo tôi còn có lý à? Chỉ là bộ quần áo thôi. Tôi mà đền cô là được. Cô không được, đây là phỏng vấn.
Thần Thần phải nhờ chị họ mới có được cơ hội này. Không nên gây rắc rối cho anh ấy thì hơn, phỏng vấn xong mình sẽ tính sổ với cô ta. Tay run như Parkinson vậy. Còn đang đúng cái gì nữa, cô? Ầm ĩ ở đây làm gì? Sếp Quý, tôi chỉ trượt tay một chút. Chứ đâu phải cố ý, cô gái này cứ bám riết không tha. Cô kia, cô đeo đồng hồ gì? Hàng Mỹ ký hả, giả quá vậy. Cô, sếp Quý, cô ta đứng trước mặt chị, đã ngông cuồng vậy rồi, đúng là không coi chị ra gì. Tôi không mù không biết, không đến lượt cô dạy bảo tôi ở đây. Cô thích diễn thì đi làm diễn viên, tay có vấn đề thì đi khám xương. Đến đây góp vui, kéo đàn làm gì, tôi không. Nếu không muốn bị hủy tư cách phỏng vấn, thì ngoan ngoãn chút. Xin lỗi cô ấy đi. Xin lỗi. Em gái, cô không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn chị nhé. Tiện tay thôi mà. Nhưng bộ quần áo của cô. Vậy đi. Cô ra cửa rẽ trái vào văn phòng tôi ở cuối cùng. Trong đó có rất nhiều đồ đẹp, mau chọn một bộ mà thay. Thật sao? Chị tốt quá đi, vừa xinh vừa tốt bụng. Không có gì, đi thay đi, chuẩn bị phỏng vấn cho tốt. Cố lên. Cảm ơn chị. Hèn gì hai đứa ở bên nhau được, miệng ngọt như nhau. Thấy sao được chứ? Được, đúng là rất hoàn hảo. Tuy cô gái này còn trẻ, nhưng mức độ thành thục và màn biểu diễn đều rất tốt. Khả năng nắm bắt cảm xúc trong âm nhạc cũng đạt chuẩn. Rất tốt. Cảm ơn Tiêu đại sư công nhận. Ha ha, không cần khách sáo, là nhân tài đấy. Thì đi đâu cũng được yêu thích. Đợi lát kết thúc, tôi bày tiệc, mọi người cùng tham gia. Không biết cô Đường có thời gian cùng qua giao lưu không? Tiêu đại sư đích thân mời, chắc chắn tôi phải đến. Sếp Lưu, trùng hợp vậy sao, ở đây cũng gặp được anh. Ô, đây không phải cô Dịch sao? À, sếp Lưu, chuyện dự án lần trước nói với anh nghĩ tới đâu rồi? À, cô nói chuyện này à? Dự án lớn như vậy, một mình tôi không quyết định được. Cô phải cho tôi thời gian, bàn bạc kỹ với phòng dự án, hay là mỹ nữ uống với tôi một ly đi. Chúng ta thảo luận về chi tiết dự án. À, sếp Lưu, anh nói gì vậy? Tự suy nghĩ đi, có muốn ký dự án không? Đừng có giả bộ ngốc ở đây. Kiều Kiều, tôi... Ống cống ở đâu để hở mà lão này sổng ra vậy? Tôi có cách đây. Đây là... Cho con ả cướp spotlight trong buổi phỏng vấn của cô dùng. Cho cô ta ngất xỉu rồi đưa Lưu Đại Hải. Tôi xem cô ta còn cướp anh Quý kiểu gì. Một đá hai chim. Kiều Kiều, cậu thông minh thật đấy. Cô Đường, sao ở đây một mình thế? Không ngờ cô Đường còn trẻ mà đã có cách hiểu đặc biệt của mình. Anh quá khen rồi, tôi còn phải học hỏi nhiều. Nếu vậy tôi không quấy rầy cô nữa. Chuyện gì vậy, chóng mặt quá. Xong rồi. Xin nữa để cô phá hỏng chuyện tốt của tôi. Nếu tôi và nhà họ Quý không thể liên hôn, nhà họ Dịch sẽ gặp rắc rối. Sếp Lưu, hôm nay tôi không thể đi cùng anh, xin lỗi nhé. Nhưng tôi đã chuẩn bị bất ngờ cho anh. Coi như cô tử tế. Ha ha, xinh quá. Con quỷ, đây là cái giá khi dây vào tao.